Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là full một cái bộ chế xe ba bánh động cơ 125 côn tay, số lùi, số phụ, trục cầu đầy đủ. Bộ này có thể coi là một bộ đầy đủ nhất để chế xe ba bánh, chỉ thiếu cái bình xăng nữa thôi là đầy đủ. Bình xăng thì bên em có bán loại bình 5 lít và bình 7 lít. Thì các bạn có nhu cầu mua thêm cũng có cả. Trong video này mình không có đưa vào. Nhíp thì vẫn là nhíp 5 ná. Phụ kiện là nhíp đầy đủ. Cái bộ cầu các đăng này là cầu 1 mét. Thì khách hàng có thể lựa chọn loại 70, 80 cho đến 1m2. Thì khi các bạn lắp bánh lên thì đo phủ bì nó sẽ ra là 1m3. Bộ đầu này là bộ đầu phi 43, càng giảm sóc phi 43. Phi 43 thì được tính theo cái bộ giảm sóc. Mình đo cái đường kính ti của giảm sóc nó là phi 43 thì gọi là giảm sóc phi 43 đấy. Bộ giảm sóc này thì cũng có đầy đủ ghi đông, tay thắng, tay côn, xi nhan, phanh pha các thứ là ở đây có hết. Đèn pha, trục bánh trước của nó rất là to cho nên là các bạn rất là yên tâm. Trục này trục 17. Đây, cái trục này của nó là trục 17 này. Trục 17 cho nên là các bạn làm xe thì không sợ yếu. Đây là cái tambua 4 ốc này. Giảm sóc thì kèm theo lò xo phụ cho nên rất khỏe. Cái bộ này khoảng 5 tạ thì không vấn đề gì cả. Đấy. Và ống bi, tay phanh, tay côn này, ghi đông đây. Cái bộ này thì có cả bánh trước của nó cũng là bánh 400-12 luôn này. Đấy. Dây côn này, dây ga này, dây công tơ mét này, dây phanh này, 4 loại dây này. Đây là bộ công tắc điều khiển của động cơ đây. Công tắc đèn còi xi nhan đây. Tất cả là cái công tắc này. Đồng hồ thì có báo số này, báo xi nhan này, báo công tơ mét này, báo quãng đường đi này. Đấy. Tiếp theo thì đến bộ nhíp. Nhíp này thì khách hàng có lựa chọn là nhíp dòng 5 lá. Thì tùy theo cái nhu cầu các bạn có thể mua nhíp 6 lá hoặc nhíp 5 lá thì theo nhu cầu của khách hàng. Đây, nhíp 5 lá dài 70 đây. Đây là toàn bộ những cái phụ kiện của nhíp các bạn nhé. Phụ kiện của nhíp thì bao gồm cái gối đằng trước đây. Đây là cái gối đằng sau này, gối đằng sau này. Gối đằng sau thì được bắt với này cái đu nhíp. Đây là cái đu nhíp. Đu nhíp này một đầu sẽ xỏ vào cái lỗ này. Và một đầu sẽ xỏ vào cái mõ của cái nhíp. Đấy. Thì cái mõ nhíp này thì nó làm có cái loại này, thêm cái này thì nó sẽ êm hơn rất là nhiều so với các bạn bắt cái ốc trực tiếp vào khung xe thì nó sẽ không êm được bằng cái mo nhíp này. Cái này các bạn sẽ đóng cao su vào đây. Đấy. Đóng cao su vào thì các bạn bắt cái đu nhíp này nó lên. Đây. Và bắt cái này lên, hàn cái này lên khung xe này. Cái phần này là hàn lên khung.
Sau đó là các bạn bắt cái đai này vào đây. Và một đầu phía trên kia thì là bắt u nhíp. Đấy, các bạn bắt cái này vào cái mõ tròn của cái nhíp. Bắt vào cái lỗ bé của cái nhíp kia. Nhíp này thì cái lỗ to là các bạn để phía trước nhé. Lỗ to thì dùng cao su to này. Đấy. Đây là 10 cái tai phanh để giằng kéo phanh này. 10 cái các bạn nhé. 10 chiếc. Cao su thì của mình là bao gồm là 88 là 12 chiếc cao su. À, phụ kiện thì mình cứ kê ra đầy đủ. Phụ kiện máy 125 thì cũng đầy đủ luôn. Đây, phụ kiện máy 125 thì bao gồm có chế này, lọc gió này, mô bin IC dơ le này, nạp này, bộ dây điện này. Dây điện thì nó chỉ có dây ngắn thôi các bạn nhé. Về mình làm theo xe ba bánh thì mình sẽ nối dài dây điện là pha đèn cốt rồi đèn hậu các thứ các bạn nối dài ra, hoặc cái nào chưa có thì các bạn đấu thêm. Đấy. Đây là máy côn tay, các bạn có thể mua máy côn tự động, cái đấy là tùy. Thì cái số của máy thì cũng ít khi dùng, bởi vì là thường thường là sử dụng máy thì mình dùng số phụ. Đây là số phụ. Cái số phụ này thì nó sẽ tăng tải lên gấp đôi khi các bạn chở hàng. Thì bình thường là các bạn thường thường là chở hàng thì phải dùng số phụ. Chứ nếu mà chạy cái máy không thì nó yếu, không chạy được. Nó chỉ chạy một tạ, đến tạ rưỡi, hai tạ là yếu rồi. Thì các bạn phải về số phụ. Nói chung cái bộ này thì cũng tầm 5 tạ đổ lại thôi, không chở được nhiều. Bởi vì là máy thì cũng chỉ là máy 125 loại nhỏ thôi, không phải là to. Đây là cái bộ trục cầu các đăng. Cái trục cầu các đăng này thì hàng mình lúc nào cũng ưu tiên là lựa hàng chuẩn nhất, hàng chất lượng nhất. Đấy, trục cầu các đăng có tem tiết đỏ hoàng đây, tem của nhà máy này. Đấy, độ sắc led và chuẩn thì chắc chắn là không thể tìm được loại khác ở trên thị trường mà tốt hơn cái loại này hiện nay. Đấy, đường kính tăng bua là 180, đo cái lòng trong các bạn nhé. Còn đo cái đường kính ngoài này thì nó xấp xỉ 20. Đấy, thì mình đo ở trong thôi thì nó thường thường sau này các bạn thay má phanh ấy, thì các bạn sẽ tính toán là tính ở đo bên trong để người ta bán cho các bạn. Chứ còn nếu mà mình đo phía bên ngoài thì không ai biết được. Thì đo bên trong thì thường thường nó có loại 16, 18, loại 20 và 22, 25. Đấy, thì nó có các loại má phanh đấy. Thì sau này thay má phanh thì cái loại này là loại 18. Má 180 thì các bạn báo thì bên em sẽ có má phanh để cung cấp cho các bạn. Thì cái này các bạn thích mua trước thì mua, mà mua sau cũng được. Nói chung thì dùng phải này tầm 5-7 tháng đến 1 năm trở lên thì mới hỏng má. Chứ chưa hỏng ngay được, mua trước để đấy nó cũng hỏng. Đây là toàn bộ cái phụ kiện của nó, là bao gồm như vậy. Phụ kiện phanh tay, phanh chân là đầy đủ. Cái bộ số lùi này là số dành cho máy 110, hàng chuẩn các bạn nhé. Đây, hàng này mình đặt đúng thương hiệu bên mình luôn. Đấy, thương hiệu tên của mình luôn. Đấy, dập luôn trên cái thân số này. Cái hàng này thì mình đã qua cái quá trình khách hàng sử dụng và phản hồi thì đây là cái loại số lùi mà ít trục trặc nhất và nó tốt nhất trên hiện nay trên thị trường. Đấy, giá thì không cao mà lại rất là tốt. Đấy, giá thì không cao là bởi vì bên mình nhập số lượng lớn cho nên là giá thành bao giờ nó cũng rẻ. Mà chất lượng thì vẫn đảm bảo. Đảm bảo ở đây là bởi vì mình nhập được giá rẻ, cái số lượng lớn cho nên là bao giờ nó cũng rẻ hơn, chứ không phải vì giá rẻ mà chất lượng nó kém hơn đâu các bạn nhé. Đấy, thì tổng quan một bộ nó là như thế vậy. Thì các bạn có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Mọi thắc mắc về cái thông số kỹ thuật hay là về cái
giá thành sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc là comment ở phía bên dưới. Bên mình sẽ báo giá cho các bạn chi tiết theo từng thời điểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.